Xin chào chị và các bạn, tôi Tôn Ngọc đây. Sáng ngày hôm nay thì Tôn Ngọc đang đi dạo tại bãi biển Cù Lò của Nghệ An. Và hiện tại thì thời tiết miền Trung khá là nắng và đẹp sau những cơn bão. Và nắng cũng khá là nhiều nên thành ra cái trán của Tôn Ngọc nó hơi nhăn, chứ không phải là Tôn Ngọc khó tính. Và ngày hôm nay thì Tôn Ngọc sẽ làm cái live về chủ đề vàng phá đỉnh mọi lịch sử. Và trong cái bối cảnh là Trung Quốc bơm cái gói cứu trợ lên đến 200 tỷ đô thì dòng tiền thông minh nó sẽ về đâu đối với lại những cái nhà đầu tư tại Việt Nam. Như anh chị em và các bạn cũng biết rằng vàng hiện tại đang giao dịch ở một cái ngưỡng gần 2.700 đô. Và để Tôn Ngọc chia sẻ một số thông tin cho một số anh chị và các bạn chưa biết về cái cách quy đổi hệ thống đo lường từ ounce sang cây hay là lượng của Việt Nam, thì đối với từ ounce chuyển sang lượng của Việt Nam thì mình nhân với một cái hệ số là 1,2. Thì từ cái giá đô thì mình nhân với cái tỷ giá đô. Và đương nhiên cái tỷ giá đô này thì nó sẽ biến động trong mỗi thời kỳ. Ví dụ như Tôn Đình Ngọc hoặc một số anh em đầu tư bên mảng tài chính, thì mỗi một lần mà mình mua cái đồng gọi là đồng USDT, là đồng đô la tiền điện tử, mình có thể gọi theo cái khái niệm dân gian như vậy cho dễ hiểu, thì có khi thì là 25.000, khi mà thiếu đô thì giá đô nó sẽ đẩy lên, thậm chí là 26, có khi là 27.000, thì nó tuân theo những cái quy luật cung cầu của thị trường. Và tiếp theo thì mình sẽ thấy rằng đối với lại cái giá vàng mà 2.665 đô la ngày hôm trước vàng mới đạt được. Và trong cái buổi live này thì Tôn Ngọc không có thể xem được chính xác cái giá như thế nào. Nhưng đương nhiên thì chúng ta thấy rằng hiện tại vàng đã tiệm cận cái giá là 2.700 đô la. Và nhân với một cái tỷ giá là 25.000 Việt Nam đồng 1 đô la, thì đâu đó vàng đã trên 80 triệu một cây. Và như anh chị em và các bạn biết rằng cái khái niệm Tôn Ngọc chia ra là hai cái câu chuyện: trước khi có vàng bình ổn và sau khi có vàng bình ổn. Cái thời kỳ trước khi có vàng bình ổn thì như anh chị em và các bạn biết rằng giá vàng trong nước và thế giới là nó chênh từ 11 đến 18, thậm chí là 20 triệu một cây. Như anh chị em và các bạn biết rằng vàng Việt Nam thì không có thể khai thác được, và cái trữ lượng khai thác thì nó cũng khá là thấp, nên dẫn đến là vàng Việt Nam thì gần như là mình phải nhập khẩu. Và khi mà nhập khẩu thì dẫn đến cái giá vàng trong nước đâu đó thì nó bị chi phối bởi giá vàng quốc tế cộng với một cái phần biên độ chênh. Và cái biên độ chênh này thì nó thông thường nó sẽ rơi vào từ 20 đến 35%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà vàng chênh 18-20 triệu trên một cái nền giá thấp cũ là 50 hoặc 60 triệu thì mình lấy cái 18 triệu đó mình chia cho 50 triệu đi, thì chúng ta thấy rằng nó cũng ra con số là hơn 30%. Khi mà nói đến đây thì chúng ta sẽ hiểu vì sao có cái chênh. Thì Việt Nam là nhập khẩu vàng, và nhập khẩu thì đương nhiên thì chúng ta cũng như một cái nhập khẩu một cái xe ô tô hoặc những cái đặc biệt là những cái sản phẩm xa xỉ đi, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái thị trường thế giới thì đôi khi cũng một cái sản phẩm đó người ta bán có 100.000 đô thôi, nhưng về đến Việt Nam thì nó phải lên đến 250.000 đô, có nghĩa là gấp lên khoảng 2,5 lần, thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Còn riêng đối với thị trường vàng thì đương nhiên nó là một cái thị trường kinh doanh có điều kiện, nên chúng ta chỉ biết rằng cái giá chênh giữa trong nước và thế giới thì nó tùy vào mỗi cái thời điểm khác nhau thì khác nhau. Và hiện tại thì sau khi mà có cái khái niệm gọi là vàng bình ổn thì cái chênh giữa trong nước và thế giới đâu đó nó thu hẹp về cái biên là khoảng 4 đến 5 triệu. Thì chúng ta thấy đối với cái biên như thế này thì Tôn Ngọc trước đó cũng chia sẻ với một số cái nhà đầu tư của Tôn Ngọc, thì đối với lại cái biên chênh như thế này thì nó vô cùng hợp lý để mình đầu tư. Xét theo cái câu chuyện đó là khi mà giá vàng nó tăng như vậy thì liệu cái thời điểm này nó có phải là cái thời điểm mua hợp lý hay không, hay là một số cái bình luận chia sẻ rằng vàng mua là auto thắng, thì liệu có auto thắng hay không. Thì mình sẽ xem lại cái lịch sử vàng trong 20 năm gần lại đây. Thì đối với cái giá vàng, Tôn Ngọc lấy một cái nền đáy đi, là từ cái năm 2002 là cái nền đáy, và từ năm 2002 đến năm 2011 rơi vào khoảng 10 năm thì giá vàng nó tăng lên 5,8
8 lần. Và nếu như Tôn Ngọc nhớ không nhầm, tại vì Tôn Ngọc vừa like vừa chia sẻ thông tin nên có thể về cái con số nó không chính xác về tuyệt đối được. Tuy nhiên Tôn Ngọc đã lấy cái giá vàng theo giá vàng của thế giới để có những cái con số, những cái bảng biểu mà mọi người có thể truy cập vào internet, enter một phát là nó sẽ ra được cái con số. Còn đương nhiên thì Tôn Ngọc có thể là nói nó chênh lệch nó khoảng chỉ 3-5% thôi. Thì đối với lại năm 2002 thì vàng nó rơi vào khoảng 280 đô, và từ 2002 đến năm 2011 thì vàng nó tăng lên đến 1920 đô, và từ năm 2011 đến năm 2012 thì vàng nó tạo ở một cái vùng đỉnh đó, và bắt đầu từ năm 2012 đến 2015 thì vàng nó tạo cái đáy mới của thị trường, đó là 1000 đô, có nghĩa là từ đỉnh nó chia hai. Và hiện tại năm nay là năm 2024 thì từ 2015 đến bây giờ thì vàng đã tăng khoảng 2,7 lần. Đấy thì anh chị em và các bạn sẽ hình dung hiện tại vàng thế giới nó rơi vào 2665 đô, thì Tôn Ngọc lấy cái con số đó là con số gọi là con số ước lệ và tượng trưng để cho chúng ta dễ hình dung hơn. Thì liệu cái thời điểm này mua vàng có thắng hay không, thì như anh chị em và các bạn ấy, cái quan điểm mà mua vàng luôn luôn thắng thì nó là sai rồi. Nếu anh chị và các bạn mua vàng vào những cái năm 2012 thì gần như 11-12 năm sau anh chị mới về bờ theo như giá vàng thế giới nhé. Còn đương nhiên giá vàng trong nước thì có thể là nó có một cái sai số một chút đó. Thì Tôn Ngọc lấy theo cái giá vàng thế giới để cho mình có những con số thống kê để dễ chia sẻ thông tin hơn. Và đương nhiên thì cái vàng Việt Nam thì nó cũng sẽ ảnh hưởng theo cái vàng thế giới như vậy rồi. Và anh chị và các bạn thấy thì không phải lúc nào mua vàng cũng luôn luôn thắng đúng không? Còn nếu như anh chị và các bạn mua vàng từ cái thời điểm là 2015, thậm chí là có thể là 2014, 2015 hay 2013 gì ấy, thì đến bây giờ thì cũng đều là mua ở cái vùng đáy, và đến bây giờ thì nó đều là thắng rất là giòn giá. Thì đấy là chúc mừng cho những anh chị và các bạn đang xem video đây đã thắng về cái kênh đầu tư vàng. Và đối với vàng ở Việt Nam thì gần như nó là mua để tích trữ, mua để ấy mua để phòng thân, và mua với một cái cách làm đó là sao, đó là mình mua tích sản. Ví dụ như mỗi một tháng anh chị và các bạn dư một cái khoản tiền 50 triệu hay 100 triệu gì đó, thì mình có thể ngoài những cái kênh đầu tư khác, thì nếu anh chị thích vàng thì đầu tư theo phong cách là mua tích sản theo thời gian như vậy, thì đó là một cách đầu tư rất là chắc chắn và rất là an toàn. Và điều đặc biệt thì đấy là phải là cái tiền dư. Và ở trên kênh YouTube của Tôn Ngọc thì cũng có một vị khán giả cũng bình luận rằng chị ấy cũng đi mua vàng cũng hơn 20 năm nay rồi, tuy nhiên 2 tháng lại đây thì để mà xếp được hàng mua được một cây vàng bình ổn thì cũng khá là khó khăn. Thì đó là một cái kênh gọi là đầu tư phòng thân tích trữ. Và bây giờ thì trong cái bối cảnh là Trung Quốc đang bơm tiền như vậy thì cái dòng tiền thông minh thì nó sẽ về đâu? Thì theo như cái tốt ở trên Facebook cũng như YouTube của Tôn Ngọc thì Tôn Ngọc chia sẻ rằng sau ngày 19 tháng 9 khi mà Fed hạ 0,5% lãi suất thì chúng ta phải vui với cái câu chuyện trước đó là ở một cái nền lãi suất cao, và sau hơn 4 năm thì bây giờ là hạ lãi suất, thì chúng ta phải vui với cái câu chuyện hiện tại cái đã. Và đương nhiên thì chúng ta thấy rằng mấy ngày hôm qua những cái thị trường tài chính từ châu Á đến Mỹ và ngay cả cái thị trường VN Index của Việt Nam thì cũng đều được tăng trưởng tích cực theo cái câu chuyện đó. Và rất là nhiều cái nhà đầu tư lo ngại rằng những cái vấn đề liên quan đến suy thoái, những cái vấn đề liên quan đến diễn biến phức tạp của chiến tranh thế giới thứ ba. Còn nếu như anh chị và các bạn đầu tư những cái bất động sản ở trong giai đoạn này, đầu tư theo cái phong cách là đầu tư những bất động sản dòng tiền, thì hoàn toàn yên tâm, tại vì bất động sản dòng tiền nó sẽ vượt qua được những thời kỳ khó khăn. Còn đối với lại những nhà đầu tư là đầu tư những cái thị trường tài chính như crypto hoặc chứng khoán bất động sản thì cái thanh khoản nó là tử huyệt của thị trường bất động sản. Còn đối với lại những thị trường tài chính thì khi chúng ta xác định được vấn đề, xác định được nguyên nhân thì chỉ một cái enter và chúng ta chấp nhận cắt lỗ bao nhiêu phần trăm đấy thì chúng ta thoát khỏi thị trường, thì đó là một cái rất là bình thường. Còn đối với lại những cái thời điểm như thế này, nó là những cái thời điểm rất là quan trọng và rất là nhạy cảm để cho chúng ta kiếm được tiền sau theo như quan sát của Tôn Ngọc thì bắt đầu từ 30 tháng 4 của năm 2022 đến bây giờ
là sau 2,5 năm thì tại cái thời điểm bây giờ nó mới là cái cơ hội kiếm tiền tốt nhất. Và Tôn Ngọc chúc cho quý anh chị và các bạn đang xem live trên đây có thể tiếp cận được những cái thông tin nào đó hữu ích giúp cho đỡ cho cái quá trình đầu tư của anh chị và các bạn. Và Tôn Ngọc, nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ nó hữu ích hoặc nó có thể giúp đỡ cho một ai đó thì vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Tôn Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.